Hello, hello, Watanakpongjay. Young nung ngay ni yung JP cap ship bal vasospasm war on the arterial. Had I been doing the cap ship bal vasospasm? They sat tie knong net him go behind the sums of the jets of peroi, that mean SAH, that mean chim no knong espasu at a canadian. Knong him now some known mamma, who sums up the jets of peroi, nung ku mean vasospasm. ហើយអ្នកដែលមាន With tip sheet ball, was passes banan, good young mean PVT, good cheer with the tanam, pharmaceutical, do copper mechanical. Nuknon pharmaceutical, copper pra vasodilatata, like nuknon one on no arterial, intraarterial, kitchen mature by mood, dive selective law, high eye pal ban law, diamond segment complication. Complication is a more important nuknon cap sheet ball, tam one. Intraarterial របស់ vasospasm នឹងគឺធ្វើឲ្យមាន dysavage vasodilatator វាធ្វើឲ្យមាន hypotension hypotension perioperator អញ្ចឹង ក្នុង កំឡុង ពេល ដែល យើង infuse of vasodilatator ហ្នឹង យើង ត្រូវ ប្រយ័ត្ន ប្រយែង អំពី រឿង hypotension ជាទូទៅ anesthesia គេនឹង monitor លើ អ្នក ជំងឺ បើសិន ជា មាន hypotension គេនឹង ប្រាប់ យើង ហើយ យើង stop ទាំង ហ្នឹង ទៅ ឬក៏ យើង ចាំ ទ្រាំ គេ សេរេ hypotension ហ្នឹង ឲ្យ បាន មក ធម្មតា វិញ ទីហោ ដូច ក្នុង អ្នក ជំងឺ នេះ គាត់ មាន SAH គាត់ សម្រាក់ ពេទ្យ យូរ ដែរ ហើយ គាត់ SAH គាត់ មកដល់ យើង ធ្វើ embolization ដោយ per coil យើង embolization ដោយ per coil មាន ន័យ ថា យើង ព្យាបាល មូល ហេតុ ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ជំងឺ ហ្នឹង មាន ឈាម នៅ ក្នុង គ្រួ ក្បាល ប៉ុន្តែ មិន មាន បាន ន័យ ថា អ្នក ជំងឺ នឹង បាត់ ស្រាប់តែ ឈាម ទៅ ណា ទេ គ្រាន់តែ ទប់ កុំ ឲ្យ វា ឈាម តទៅ ទៀត ឈាម វា នៅ តែ ឈាម មាន ហើយ ឯង វា នៅ មាន ឈាម អញ្ចឹង អញ្ចឹង អ្នក ជំងឺ នឹង រសា តែ មាន ដល់ hematoma មាន hemorrhagia intravascular អញ្ចឹង គូខាង neurosurgeon គាត់ ក៏ ធ្វើ hemianectomy ដើម្បី decompression ដើម្បី កុំ ឲ្យ អ្នក ជំងឺ នឹង ហើម គួរ ខ្លាំង ពេក ស្អី ដែល បន្ទាប់ ពី ហ្នឹង ទៀត អា SAH នឹង នៅ ខាង ក្នុង អា espacial arachnoid នឹង គឺ នៅ តែ ធ្វើ ឲ្យ មាន vasospasm ណា អ្នក ជំងឺ គាត់ អត់ ងើប classical គាត់ ទាប ហើយ អ្នក ជំងឺ មាន significant neurologic focal អញ្ចឹង គេ suspect ខ្លាំង ថា អ្នក ជំងឺ នឹង មាន vasospasm គេ ក៏ ផ្ដល់ ជា យោបល់ មក ខាង INR យើង ដើម្បី ធ្វើ ការ ព្យាបាល vasospasm តាម endoarterial អញ្ចឹង យើង ក៏ ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ រូប ខាង ឆ្វេង ដៃ យើង ចូល តាម កលៀន តាម ផ្លូវ ធម្មតា របស់ យើង យើង ទៅ យើង ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ run angiographic run អានេះ គឺ run នៅ ក្នុង arteriocardial artery ខាង ស្ដាំ pop 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 frontal lateral view oblique ខាង ឆ្វេង ខាង ស្ដាំ អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា វា ពិត ជា មាន spasm គេ មែន ទៅសៃ ឈាម ឡើង អានេះ គឺ ជា ICA carotid artery បន្ទាប់ មក វា បែក ទៅ ជា MCA MCA ឡើង ស្ដើង ឡើង ទូច ឡើង ឆ្មា ហើយ វា ត្បៀត នេះ ធំ ញ៉ាំ មក ត្បៀត ហើយ មក វា ធំ ទៅ វិញ អា មក ដុំ ធំ នេះ គឺ ជា coils ដែល យើង បាន ព្យាបាល aneurysm ដែល ធ្លាយ ហ្នឹង អញ្ចឹង ក៏ យើង ប្រើ នៅ ក្នុង ករណី នេះ យើង ប្រើ Nimodipine Nimotop 6 mg 6 mg ត្រូវ 6 mg នៅ ខាង ក្នុង ដោយ select ចូល ទៅ តាម ផ្លូវ របស់ cardiac artery ខាង ស្ដាំ 6 mg ក្រោយ មក មើល រូប ខាង ឈូ ស្ដាំ អេក្រង់ 6 mg ក្រោយ មក យើង ឃើញ អា aspect របស់ អតិសៃ ឈាម MCA ហ្នឹង វា lane sir sparse មកសម ដូច មុន វា អត់ ត្បៀត ដូច មុន ទេ បើ យើង ប្រៀប ធៀប ជាមួយ នឹង រូប ខាង ឆ្វេង អេក្រង់ គឺ រូប មិន ទាន់ ធ្វើ យើង ឃើញ diameter តូច មែនតើ តែ ដល់ ពេល ណា យើង ធ្វើ treatment 6 mg Nimodipine ក្រោយ មក
có khơi tha vì còn ba chương môn tròn thì tôi tới dose nimodipine là cái thơ nó khăn treatment intraarterial treatment nó và hai chiếc mũi từ 7 từ 5 miligram là dương ai phở đo bằng mũi đời xa tại dương bàn green light bị khang anesthesia cái thơ đó đã tới đấy hay to là bằng mũi chứ mà chánh phụ dương thua răn mà đoan nữ 7 miligram nó có khơi chị đông cấp hôn này dễ rồi chị ní răn nữ 7 miligram chụp hò mơ sẵn nếu cứ răn nữ 7 miligram vì còn ba chân môn tích mến tại nhưng nó tầm biến spasm nó hiện tạm biệt chẳng cho dương thay bày điện chẳng tới bằng là tập hợp chân khỏi vì smile ở mình khởi miền chỉ defect rồi có chỉ stenosis nơi khăng khăn ông ta sai chiếm âm sĩ ấy thì hay bởi dương bệnh thiếp bì à territory đại ta sai chiếm nâng châm vĩnh dương thì họ hụt hàng chú ấy nếu kì hụt toàn thơ treatment dương khởi miền defect chở nơi khăng khăn ông khu các ba mình này ta chiếm nâng rốt tình châm tư lơ territory để việc cua ta tên đó nó cứ việc đó là xa vì stress nơi khăng mốc ấy đối stroke chân ta khỏi bì 6 miligram mà dương khởi tha appeal collateral với hốt đó chong chong đó distal để việc cô đã tại đó này frontal view hay này lateral view anh khởi nhà defect thông mà thông mình tên nơi hàng hàng bị chấn nơi hàng distal bờ branch là bị khỏi bị 6 miligram bờ nimodipine mà dương khởi tha branch tôi bảo viên năng virus tại đó distal vì chăm khu ban tràn trên một bậc tiếp tiếp chỉ mỗi hàng cao dương ở toàn ban thuê tràn thuyết giả bị chỉ tu tới nơi pe đại kế thuê ban là tập hợp lo chẳng kế ở toàn chấp thẩm năng thế cứ thời tại thuê control run nơi lời tập sai chiêm sai tiết của SAH nơi pe đại vi hố cứ vi hố bên tập khu năng chẳng chuẩn cá vi admin spasm nơi nơi tập sai nà sai tiện chẳng chẳng dương có thời thuê just in case lưu răn tới lưu cả tiết năng tên hàng chuyến khuyên tha học viên spasm tế hụt luôn tổng mắt dương có thơ răn tới lưu vertebral arteries hàng chuyến vertebral arteries có khuyên tha học viên khuyên miên chia spasm ấy đông thông thông đông này chẳng dương xong là một tha cáp chị ba và dương chô chỉ đào dương priệp thiệp vụ bì môn cáp chị ba tập hiện chẳng hay khỏi cáp chia ba intraarterial của mỗi miligram nhưng khởi tha thật sai chiếm miền cả lịp miền giả mát lo chiếm một chẳng sở hợp lãng vĩnh cáp chia ba đòi pra intraarterial therapy để xa phở tam plơ an trạc để dạy cho tam cả liền nâng cứ chiếm một chung bài mối đại diện deliver tháng năm nâng tại đó là cả lãnh tại việc trở cả món đây mình chia ban nơi complication hypotension general mình này thay dân phở đốt tiếp tại very effective how complication tiếp bà sân chỉ dương phở tam war thòm đa war vẹn nửa dương thòm đa nâng dương phở có thể phở đốt chở nắp của dương ở selective thơ lớn ta sai chiến là dương chẳng bản thì mình này thay dương bằng châu từ nông vẹn tức à ni mô đi pin nâng hốt tự đo mà chùm nguồn tối nâng hốt tự đo là cái lệnh để vì ta biết nâng tới bản thời vì bà dù thì là ta dùng tại thường chấn thời này chính như hypotension hay hypotension chỉ complication mới thốn nên không vào spasm chiếm việc bông hột từ đó chấn bởi dương từ thừa này chính như năng hypotension tiết việc căn ta chiếm việc các sản phẩm tiếp tiết về thời căn ta chiếm năng hột đó trong trong bao ta sai vào việc này chấn kể còn ăn đi kế ở trong bộ hypotension này không nông này chính như đại kế sau sai stroke được spasm chấn chấn lăng vĩnh cứ cáp chia ba intraarterial therapy và sự spasm đòi phở bè một chút bài đòi phở bè tháng năm nắng đòi deliver directly tới gần lại tại vì thời cá đòi mình chia ban nơi complication thông thông chỉ bị xét cứ hypotension hay mình effective của bố phụ dưỡng phở tại phần mạng milligram với những ai cũng hít bác sai chiếm để dưỡng trong bàn bán đó ở bác bác bó đó là sai chiếm xem tiết để dưỡng ở thời cá thì chẳng tự động mà vĩnh vì chìm xuống bài môi đã lướt là hát tháo hay complication tích nơi bên này thì nhóm đồng hành chút nơi à vì thi môi tiết đại kê treatment vasospasm đấy bằng tác kịp hợp balloon trong nụ huynh.